trở đây, phong trào dân vũ đang được phổ biến ở khắp mọi nơi, không phân biệt tuổi tác. Nhìn dân vũ là những điệu nhảy rất dễ nhớ, dễ thuộc, để ai cũng có thể đứng vào để nhảy cùng nhau được. Và đi cùng phong trào dân vũ mạnh mẽ đó, chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đại Cát mang đến chương trình đoàn dân vũ Dừng Danh Ba Tiếng Ba Lư. Xin mời quý vị cùng đón xem. Yeah.
cảm ơn tiết mục rất tuyệt vời của chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đại Cát ạ. Tiếp theo chương trình, xin mời ra sân khấu chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đại Đồng với bài múa chèo Tuổi Cao Gương Sáng. Và xin quý khán giả hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho chi hội người cao tuổi tổ dân phố Đại Đồng.